là về, không đi về đi đứng đây làm gì nữa. Trời ơi, em nhìn trời. Nhìn sao? Trời nó u ám cái làm em buồn quá chị ơi. U ám là tại vì áp thấp nhiệt đới thì u ám chứ gì nữa, sớm giờ là vậy đó. Chị, vậy ngày mai là sinh nhật của anh Long rồi. Có gì đâu, bất quá thì trong phòng mình mua bánh kem để tặng cho nó thôi. Không, nhưng mà em có mua quà tặng cho anh Long. Trời ơi, quà đặc biệt luôn hả? Em có mua cho anh Long một cái cà la vá. Tự nhiên mua nó cà vạt làm gì? Trời ơi, thì đàn ông mà phải thắt cà la vát vô cho nó đẹp chứ làm chi chị. Mà chị thấy nó cũng nhiều cà vạt rồi, cà vạt vát gì đó, cà la vát rồi đó. Cà la vát hoặc là cà vạt chị, chứ đừng có cà vát ở đây nha. Quen rồi. Ó, em có mua cho anh Long rồi. Gì vậy trời ơi, khổ dễ sợ luôn á. Mày làm gì khác nào mày lấy cái cà vạt đó ha. Mày đập cái thấp, mày câu nó vô. Trời ơi, thằng nào mà thoát được cái lý tưởng của em. Chị thấy em dạy trai ghê chưa? Quá trời dạy trai rồi. Nhưng mà em nói cho chị nghe nha. Dạ. Không có bị mù á thì cũng phải ráng mà dạy. Tại vì anh Long anh đẹp quá mà chị. Nhưng mà em nói chị nghe em buồn lắm luôn á. Làm gì buồn? Giống như cái năm nay không phải là cái mùa săn bắt của em hay sao chị? Em giăng lưới hả, gần cả năm trời rồi, lâu lắm rồi mà không biết sao chưa dính. Tại giăng tầm bậy quá. Giăng người ta nhắm con nào người ta giăng một con thôi. Thấy mày nhắm quá trời luôn. Nào á là mày ba hồi tao thấy mày nhắm bên thằng Hùng ha. Mày làm cái pháp không trúng. Cái mày quay Hoàng Long mày làm cái pháp không trúng. Nhắm mày nhắm một con một thôi, làm gì mà hai ba con sao mà trúng con nào được. Mà bây giờ tóm lại là bây giờ em nhắm thằng nào? Em hứa với chị là từ đây cho tới hết phim em chỉ yêu duy nhất một mình anh Long và anh Hùng thôi. Kỳ vậy? Một mình là Long hoặc là Hùng, chứ còn một mình thì làm sao vừa anh Long vừa anh Hùng được hả em? Ừ thì tại bây giờ em tán hai người một lượt, mà dính người nào thì đỡ người đó chứ sao? Ta nói gọi là giết lầm hơn bỏ sót đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao ngộ vậy? Sao tại sao gọi là không hết cuộc đời này mà là hết phim? Trời ơi, chị khờ quá à. Tự nhiên cái tán đàn ông thôi mà hết cả cuộc đời. Rồi thời gian đâu mà mình thưởng thức cái tình yêu chị. Tình yêu giống như đồ ăn là phải mình phải có thời gian mình thưởng thức chứ. Hết phim là được rồi. Hết phim. Trời ơi, chị hiểu cảm giác của em mà. Tới giờ lúc này chị hiểu được cảm giác ống chề của em. Hiểu chứ, tại vì cái con đường đó chị đã từng đi qua rồi. Mà nói cho nghe, ngày xưa chị không phải như bay đâu. Trời ơi, vừa mới tan sở ra một cái ha, trai nó bước theo chị dập dìu quá trời trai luôn em ơi. Tao nói về tới nhà rồi nha, nhiều khi đến tận đêm mới về tới nhà, mấy con chó hàng xóm á, nó đua nhau, nó sủa mà khản tiếng luôn đó. Sáng á, mấy người chủ phải cho ngậm kẹo hết khang tiếng. Bởi vậy kéo dài một thời gian, con chó nó trở nên gầy gò, ốm o. Chị tội quá em. Bởi vậy chị quyết định rồi, thà là có đi chơi đi qua đêm luôn, khỏi về cho con chó nó ngon giấc. Tội nghiệp nó em. Anh đau hả? Không, anh đứt. Ủa? Dạ. Anh chưa được một người phụ nữ nào quan tâm tới anh như vậy. Anh cảm ơn em. Anh thích quá. Rồi em cũng thích quá à. Đây để em. Cả hai. Đẹp quá. Dạ. Theo cái kinh nghiệm mà có 35 thằng bồ của chị rồi thì chị thấy rằng không có cái gì đi qua tim nhanh bằng cái đường bao tử hết á. Ngủ rồi hả? Ngủ gì vậy? Ngủ đây làm gì đứng đây tự nhiên mơ mơ màng vậy? Chị này. Vậy? Nãy giờ người ta đang mơ giấc mơ đẹp, tự nhiên cái kêu một cái làm rớt xuống trần gian à. Ghê vậy đó. Tao đi ngủ đi, về nhà ngủ đi, thức làm gì nữa. Về nhà biết có mơ được giấc mơ này không? Thôi nhưng mà nói nghe là kinh nghiệm của chị á, 35 người đàn ông đi qua cuộc đời chị rồi thì á, chị thấy là không có cái đường nào á nhanh nhất đi tới trái tim bằng cái đường đi qua con đường bao tử hết á. Chị nói là sao? Sao? Chị tới 35 ông bồ lận hả? Chứ sao nữa, chị đáng hàng lắm nha. 35 ông bồ là chị có tình cảm đó, còn những người mà chị không có tình cảm là là phải cả ngàn. Trời đất ơi, ở đâu ra nhiều dữ vậy bà? Có thiệt không? Trời hôm nay chị đi nói phép, nhìn mặt chị giống bác Ba Phi lắm hả? Không có đâu. Trời ơi, không tin nha.
chị như vậy mà có tới 35 người bồ. Chứ sao số đẹp mà cưng. Thôi nếu như mà chị không có 35 người bồ, giờ chắc chị thành bà khác rồi ha. Ờ đúng rồi ha, không biết giờ làm bà gì. Tại vì số mình đẹp quá mà bây giờ mình mới làm lao công. Chứ mà số mình xấu một chút làm được làm bà rồi. Bà chằn á, bà chằn lửa lắm. Nổ banh chằn á. Nghĩ sao vậy chị? À thì thôi bây giờ chị nói thẳng cho nghe nè. Sao? Em thấy cái tính cách Lâm nó như nào? Đẹp trai. Đúng, em thấy là anh cũng hay xài hàng hiệu lắm. Bảnh bao. Đúng. Xanh đồ hiền. Đúng. Em mua cho nó cái cà vạt chắc gì cái màu đó nó thích. Đúng. Cái hiệu đó nó dùng. Đúng không? Em tặng cho nó bây giờ nó cả để em, nó thấy nó quý mến em. Nó nhận cho em vui. Nó tạo cảm giác là nó đang yêu thích món quà đó. Sau lưng em nó giật quần đáp một cái phát. Em có biết không? Trời ơi, không có đánh nổi gì đâu chị à. Điều đó có thể xảy ra em mà. Bởi vì khi người ta không thích món quà đó, người ta có thể quăng nó bất cứ lúc nào. Và nó không có giá trị với người ta, hiểu không? Bây giờ sao đây? Thì khi chị mới nói với em đó, đối với người đàn ông, không có cái gì đi qua tim nhanh bằng con đường bao tử. Em phải nấu một cái món gì đó ngon, thiệt ngon, để lấy được bao tử của chàng và đi thẳng tới trái tim chàng. Như vậy thì em sẽ nghe theo lời chị. Không có đường nào nhanh nhất bằng con đường đi qua bao tử. Chính xác. Vậy thì em sẽ nấu bao tử cho ảnh ăn. Tầm bậy, nấu cái gì bỏ vô bao tử đó, chứ phải nấu có bao tử. Ai vậy hả? Ừ. Ai vậy, có nghĩa là ảnh thích ăn cái gì nhất thì mình sẽ nấu món đó. Chính xác. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chúc sinh nhật vui vẻ. Hiền. À, cái vụ gì vậy ta? Hiền mà tặng quà sinh nhật cho mình hả? Có cái gì trong đây? Trời ơi sushi, còn thêm cá sống nữa. Chào anh Lau. Anh Lau, anh mới ói hả? Anh Lau, anh Lau, anh cho em nói một câu được không? Em xin lỗi. Hiền. Dạ. Anh rất cảm ơn tấm lòng của em. Dạ. Nhưng mà rất có nhiều cách để quan tâm người khác. Anh không nghĩ là em có thể có một cái cách quan tâm mà vô tình làm hại đến người khác không? Em xin lỗi anh. Em không có biết là anh không có ăn được cá sống. Cái này là em nghe người bậy, người ta xúi em á. Người xấu anh. Tại sao? Em nhẫn tâm quá vậy? Không có đâu anh Long ơi. Em có biết là anh tưởng đâu anh bỏ mạng tại đây không? Anh Long ơi, cũng không biết sushi mình bỏ mạng cho anh Long. Hai chị em. Dạ chị Minh á. Chị Minh nói là anh thích ăn sushi lắm. Chị nói là chị ở đây á lâu hơn em, cho nên chị biết á là sở thích của từng người. Với lại hôm bữa đó em thấy anh đi lại cái quán sushi mà em nghĩ là anh ghiền món này lắm chứ. Ủa em ơi em. Dạ. Đâu phải là đi lại quán sushi là phải thích sushi, là phải ăn sushi. Sao em không nghĩ là ăn một cái món khác? Ủa vậy anh ăn gì? Cháo lòng.
Ủa sao vô quán sushi ăn cháo lòng anh? Ủa anh đi về hướng quán sushi chứ anh đâu có nói là anh vô quán sushi. Kế bên nó có quán cháo lòng nổi tiếng nhất thành phố. Ủa vậy hả? Chứ sao? Trời ơi, vậy mà không chịu nói trước cho em biết. Cái món cháo lòng ha, dễ nấu mà còn rẻ nữa. Em mua một cái không được, cái này nó mắc mấy mồ luôn, mấy trăm ngàn của em chứ bộ. Mấy trăm ngàn mà anh đang không được mà còn hại người nữa. Em biết rồi, em xin lỗi, tất cả là tại chị Minh hết trơn á. Em giận chỉ ghê vậy đó. Thấy chưa, nói cho em nghe nè. Gần mực riết đi, rồi em thành than luôn đó. Em biết rồi. Thôi được rồi, dù gì cũng cảm ơn em đã quan tâm tới anh. Dạ. Và trong suốt thời gian qua, em đã lén lút vào trình dập. À không, em đã hướng mắt và quan tâm tới anh. Dạ. Anh dùng từ sai. Dạ, không, anh dùng từ cũng đúng đó, em cũng có rình rập anh nữa. Ủa vậy? Dạ có. À, rình rập nhẹ. Nhẹ. À, không sao, rất cảm ơn em. Bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Dạ. Và anh rất vui khi ngày sinh nhật của anh mà sáng ra anh vào đây thì có một món quà. Dạ. Mặc dù là món quà này suýt lấy mạng của anh. Dạ. Nhưng không sao mà, không sao. Tất cả đã qua rồi, mà chuyện cũ không nhắc tới. Bây giờ mình nói chuyện mới. Dạ. Em có thể đi ra và đi làm. Rồi sau đó khi nào mình rảnh rỗi thì mình sẽ nói chuyện sau. Cảm ơn sự quan tâm của em một lần nữa. Thank you. Dạ. Ngay đây. Em đi ra hả? Ừ. À Hiên à. Dạ anh Long. Cảm ơn em. Em có thể nhận lại món quà này. Không lấy thiệt hả anh? Bởi vì anh không muốn bỏ mạng tại đây em à. Thôi được rồi, em biết rồi. Khoan đã, cháu lòng em nhé. Dạ. Cái sống là thiệt mạng đó. Dạ. Ừ. Em biết rồi. Đáng đời mày nha Hiền nha, nghe lời bà Minh khùng đâu á. Giờ để làm cái gì, bỏ thùng rác luôn đi. Trời đất ơi, ăn hiếp tao hả mày, ăn hiếp tao hả mày, mấy trăm ngàn bỏ uổng quá vậy. Bỏ làm cái gì, cái này á phải đem về sấy khô ha, dán lên trên tường để làm kỷ niệm đau thương cho nhớ. Cái này sấy bằng cách nào ta, bỏ vô lò sấy khó quá, khó quá, thôi mình ăn luôn đi, ăn đi, mấy trăm ngàn mà đâu có ít đâu, bỏ chi cho uổng. Hiền ơi, mày phải ăn để mày nhớ. Nhớ bà Minh Mập đã hại mày như thế nào nha Hiền. Minh Mập, thù này ta sẽ trả. Vậy mà ế ai tin không trời. Trời ơi, nghĩ sao mà không ai mê tôi hết vậy trời. Bây giờ mà có ai mê tôi á, là tôi mê lại liền luôn á. Khổ ghê á, đẹp quá mà. Đẹp ba chay. Chị ơi chị, cái gương nó có chút xíu à chị. Vừa cái mặt em thôi, cái mặt chị á. Em nói thiệt á, chị đừng có buồn. Cái mặt của chị như cái mâm vậy đó, để 13 chén chè lên dư chỗ quỳ lại luôn á chị. Yes. Làm nó giờ mệt nó chết, nghe mày lầm bầm gì trong này vậy? Chị hả? Nghĩ coi cái mặt em vậy nè. Sao? Mà không ai mê em hết, chị có tức ghê không? Có đâu, tức bình thường thôi chị... Cái mặt nó đâu có giải quyết được vấn đề đâu em. Nhưng mà em đẹp mà. Chị công nhận em đẹp. Em nói đúng là em đẹp. Dạ.
Nhưng mà em kỳ quá, cái tánh em ngộ quá à. Sao vậy? Em y như con cua vậy đó. Em nghĩ sao vậy? Ngày hôm nay á, cái em sàng qua thằng Hùng, cái ngày mai em sàng qua thằng Long, cái ngày mốt em lại sàng như thằng Hùng. Vậy hỏi em coi thằng nào nó ưng em cho được. Rồi rút cuộc em thấy em sao? Ê đó, bây giờ sao giờ ta? À cha. Ê chị nhớ ra rồi. Sao chị? Công ty mình vẫn còn người đẹp trai, phong lưu, hào hoa phong nhã, độc thân. Ai vậy chị? Đức á. Em nói thiệt với chị nha, bây giờ em có chết già luôn, em không bao giờ chịu cái ông đó nữa. Cái ông đó nhìn ổng lẻ cái gì đâu á, mà tối ngày hả lo điệu không hà. Em ghét đàn ông trai mà vậy lắm chị. Thì ghét thì giờ phải tập trung chuyên môn đi. Hiểu tập trung chuyên môn không? Là bây giờ ha, mình phải tập trung đi đúng một đường. Mình me me mình thấy thằng nào mà nó thích mình, nó có ý với mình, mình xà vô mình câu nó liền. À ý gì nói là bây giờ mình thấy nó mà sơ hở mình đè nó mình hốt liền đúng không chị? Rồi mày làm như hốt rác hả mày? Ý là chị kêu em câu á, em có hiểu cái định luật câu cá không? Là sao? Đây nè, tình yêu là một cú lừa giống như câu cá vậy đó. Có khi con cá nó nghĩ rằng nó đã lấy được mồi rồi, còn người câu thì nghĩ rằng họ đã được cá rồi, nhưng cuối cùng cả hai đều là nạn nhân. À là sao chị? Trời ơi, ngu lâu dốt bền dễ sợ luôn á. Sao là sao chị? Nói gì thâm thúy quá. Ý là chị kêu em á, thấy thằng nào nó có ý với mình là hốt hết cho chị, gom hết cho chị. Nhưng mà ác cái trong công ty giờ chưa có ai có ý với em hết rồi sao? Bởi vậy mới kêu mày thấy thằng nào nó sơ hở thì hốt, hiểu không? À hiểu rồi. Nói chung là thấy là dớt, giết lầm hơn bỏ sót. Yeah. Bà làm gì vậy? Dớt cá. Dớt cá giống đánh bóng bàn cái gì ba. Dớt hai tay nó mới dính cá. Tình yêu cũng vậy, giống như dớt cá. Con ra đường con gặp gái con dớt hết cho ba. Ra đường gặp gái là dớt, gặp gái là dớt hả? Đúng rồi. Vậy là thà dớt lầm hơn bỏ sót hả? Đúng. Ông bà mình thường nói câu đó. Dạ. Cứ gặp gái dớt về đi, cưới về đi, rồi mình ở chung nhà mình nhìn, mình ngắm, mình ngó, rồi tình yêu đến với mình. Ồ. Coi như là ý ba nói là cái người phụ nữ đó mình lúc đầu mình chưa thấy người ta đẹp. Đúng. Nhưng khi mình tiếp cận người ta, càng ngày mình nhìn thấy người ta đẹp ra, giống như một nét đẹp tiềm ẩn ha ba. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi có những nét đẹp mà nó ẩn quá mình tìm hoài không được sao ba? Thì cho nó ẩn luôn đi, không móc lên làm gì. Là trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ thôi đó ba. Ba. Ba nói thiệt lòng ba nha. Ba thấy má làm sao? Má còn có đẹp không? Gì cũng hỏi nữa. Má con quá đẹp. Trời ơi, ngày xưa gặp má con là bà tán liền. Trời ơi, bà tán dính liền. Nói tóm lại, con mà không tán gái nhiệt liệt, coi như trong người con có cái gì bị liệt. Bị liệt trên người. Má nói gì mà nghe được à? Mọi người nghe là nghĩ con chắc là người đàn ông vô dụng. Ai biết, không lẽ mỗi lần con tán gái con nói ba, con đi tán gái nè ba ơi, đâu có được đúng không? Sao không được? Tại vì ba nhìn con, ba theo dõi con. Ba theo, ba theo dõi con hả? Ba lo cho tương lai vợ con của con. Ba nhìn con, ba thấy con ngó gái, không có nhiệt tình gì trơn. Ngó gái với bị ngó cho có, ngó bỏ lơ qua chắc không có ngó mà cuồng nhiệt gì trơn con ấy. Là coi như gặp gái là phải nhìn một cách gọi là một cách rất là nhìn gái một cách trăn trối. Trăn trối là sắp chết đó ba. Thì đúng rồi, mình yêu người ta mà nhìn sai đắm vô mắt người ta giống như hai người chết trong lòng nhau không? Là giống như là gặp cái là xét xét liền vậy hả? Nói giống đùng ra một cái tiếng xét liền đó con. Giống như là chết lặng vậy hả ba? Đúng rồi. Chứ phải chết luôn nữa. Ba. Vậy thì kể từ hôm nay cô sẽ tập nhìn gái một cách say đắm. Đúng. Một cách cuồng nhiệt. Đúng. Một người đẹp đi tới. Đúng rồi. Nàng tới gần phải không ba? 1m70 em rất là dài. Dài lắm không ba? Dài luôn. Mắt thì mắt bồ câu. Bồ câu mà sao con đậu con bay? Ê, cái mặt này giống mặt bị bệnh đau gì? Ê, không, cái gì vậy? Nhìn gái chứ phải là nhìn đi đau.
nhìn sai đắm. Nhìn sai đắm là nhìn đắm đuối chứ không phải nhìn chết luôn, chết đuối vậy. Gì? Nhìn giống như người chết đuối hả? Đúng rồi. Sao mặt con nhìn đắm đuối giống ra chết đuối kỳ ba. Nói chung là con sẽ cố gắng hết sức mình. Bà yên tâm đi, từ đây về sau nếu con không tán gái thì nhất định gái cũng tán con. Ồ, con nói thì phải giữ lời đấy nha. Ba thấy con làm những cái show gì trên truyền hình nói về tình yêu phụ nữ. Dạ. Mà con chả hiểu được tâm lý tình yêu của phụ nữ cần cái gì, muốn cái gì. Con gặp phụ nữ nói chuyện cọc lóc, nói chuyện qua lo không ai mà yêu con ba được. Ba lầm nha. Quan niệm con rất rõ ràng nha. Ủa, có quan niệm gì tình yêu nữa ha? Thích thì tán, chán thì lôi thôi thì bỏ, nhưng một khi đã kết thì chết vẫn cứ yêu. Wow. Hay quá, tiếp đi. Dạ hết rồi. Gì hết đàn hậu mày? Thôi bốn câu. Thôi bốn câu. Đẻ thêm bốn câu nữa đẻ không kịp. Thôi ba ngồi đây con đi nha. Ê, chưa nói chuyện cái vụ đó chưa nói xong mà bỏ đi ngang xương vậy? Giờ con hỏi ba nè, ba muốn con ngồi đây nói chuyện với ba hay là đi tán gái đây? Ồ, con đi tán gái đi. Con tán nó xỉn miệng rồi hốt gì cho ba. Dạ, yên tâm hốt về cả nuôi cho ba luôn. Con đi nha ba. Mới sáng sớm càm ràm nhức cả đầu. Anh Hùng. Hiền à. Dạ. Em gửi kịch bản này qua đài giùm anh nha. Cái gì vậy anh? Tôi đưa thì cô cứ làm đi. Con hỏi dặn dẹo làm cái gì nữa? Hỏi có một câu làm chi ghê. Hiền. Anh biết. Thật ra thì công việc mà đưa kịch bản cho em là của Châu, còn không phải là của anh. Nhưng mà anh tiện đường với lại anh cũng muốn gặp em, cho nên là anh đem xuống cho em. Dạ anh đừng có ngại, có gì cần em làm thì anh cứ đưa đi, em làm hết cho, trách nhiệm của em mà. Anh biết là từ lâu em cũng khá vất vả với lại công việc của mình. Dạ. Anh thật thiếu sót người quá. Dạ không có sao đâu anh. Em cũng biết đó, công việc của mình đó nó cũng bề bộn quá. Dạ. Nhiều khi anh thiếu cái quan tâm đối với em. Mà công việc là một đồng nghiệp với nhau, mình còn là một cái tình. Hiền ơi, anh thích nhất là một bài thơ sao anh ngấm ngầm, mà mỗi lần mà anh nhớ tới cái bài thơ này là không biết sao nữa. Bài thơ gì vậy anh? Nếu em đây là cột, anh nguyện làm mái nhà, dù bão táp phong ba vẫn bên em che chở. Bài thơ đó nó hay không em? Dạ hay. Nó ý nghĩa. Trời em thích quá à. Tình yêu là một cú lừa giống như câu cá vậy đó. Có khi con cá nó nghĩ rằng nó đã lấy được mồi rồi, còn người câu thì nghĩ rằng họ đã được cá rồi. Nhưng cuối cùng cả hai đều là nạn nhân. Đúng rồi, nguyên lý câu cá. Sao? Hiền muốn đi câu cá hả? Dạ đúng rồi, em thích câu cá lắm. Anh cũng thích câu cá lắm. Vậy hả? Anh nhớ cái bài hát ngày xưa về câu cá đó, em nhớ bài hát không? Chiều nay anh đi câu cá, vợ cho má nấu canh chua, làm sao cho khá khá, vợ cho má nấu canh chua. Ô kì con cua, ô kì con cua, đừng la lên nó chửi xương hàn. Đừng la lên nó chửi xương hàn. Nhưng mà tiếc quá em ơi, nay giữa tuần á, bị đều là giữa tuần. mình để cuối tuần cho nó thư thả hơn được không nè? Em đồng ý. Cuối tuần em cũng đồng ý luôn hả? Cuối tuần, đầu tuần, giữa tuần gì em cũng đồng ý hết. Chờ suốt cả tuần cũng chờ luôn hả? Dạ. Anh ngưỡng mộ em dễ sợ luôn á. Dạ. Em có sức chịu đựng chờ đợi dai dẳng dễ sợ luôn á. Dạ. Thôi vậy thì cuối tuần mình gặp nhau nhé. Dạ. Anh đi nhé. Trời ơi. Giảm cân hả? Cái này giảm cân chú mới lên tới 2 cm
MV nó cũng nhảy nhảy vậy đó. Nó nghe nào nhảy vậy á, mấy tiếng đồng hồ nó giảm được mấy ký em. Ai nói? Thì chứ em làm cái gì vậy? Em vui quá, em nhảy vậy thôi chứ giảm gì chị. Không dám cần hả? Không. Mày đánh quá ha. Thôi mày làm tao tưởng giảm cân tao khoái tao nhảy 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 mày chứ làm gì tự nhiên về không về đi tao tính tắt điện nè. Chị gì nữa? Chị nói đúng. Cái gì nữa? Nguyên lý câu cá luôn luôn đúng. Đúng phải không? Đúng. Vậy là cá cắn câu rồi. Cắn rồi chị ơi, một con cá bự chà bá nó đã cắn câu. Thấy chưa, nguyên lý câu cá của chị không bao giờ sai và chị không bao giờ nói sai, chị nói toàn là những chuyện đúng không hả? Chị! Cái gì? Con cá đó đã rủ em cuối tuần này đi câu cá. Con cá lại rủ người câu cá đi câu cá. Trời ơi, nhũng não quá hả? Nhảy, nhảy tiếp. Em mà nói nghe nè, con cá đó tên gì vậy? Thằng Đức phải không? Không. Thằng Long? Không. Thằng Quyên? Không. Vậy chắc chắn là thằng Phụng phòng khách hàng đúng không? Không. Vậy chứ ai bà? Nãy giờ tôi nêu ra tứ linh luôn rồi đó. Đừng có nói là lòi ra một cái thằng nào đó nữa nha. Dẹp những cái thằng đó qua một bên đi. Cái thằng này nó là chùm của mấy cái thằng kia. Chùm. Anh Trời Hùng. Đúng. Ôi ta nghe qua như xét đánh ngang à. Không. Xét mà đánh ngang không bà. Em nói cho chị biết nghe chưa. Bây giờ em là bồ tiềm năng của sếp Hùng rồi đó. Chị đừng có hòng ăn hiếp em nữa nghe chưa. Nhỏ mắt dưới nè. Khùng hay sao vậy? Mày tưởng tượng quá à. Nghĩ sao sếp Hùng để ý tới em? Sếp Hùng chỉ để ý tới con Mai thôi. Hiểu không? Không dám đâu nha. Rõ ràng là anh Hùng hẹn em đi câu cá vào cuối tuần này. Em mơ quá à. Không bao giờ đâu. Sếp Hùng là không bao giờ thích cái thú vui câu cá. Tại vì sao? Câu cá là những nơi lãng mạn dành cho hai người. Mà giữa em với sếp Hùng nếu mà có quen nhau đi chăng nữa cũng gọi là thời gian mới quen, làm gì đưa tới những nơi lãng mạn như vậy. Em tưởng tượng, em khéo tưởng tượng. Chị biết rồi, hèn chi dạo này em hay có thú vui đứng ngay cửa sổ nói chuyện một mình và đứng nhảy cật cỡn nên em có vấn đề. Ý chị nói là em bị tự kỷ hả? Hên xui. Không lẽ em tự hẹn em đi câu cá sao? Ai biết được. Em đâu có điên chị. Người ta gọi cái đó là tâm thần phân liệt đó. Không. Thì sao? Rõ ràng em ở quầy lễ tân thì anh Hùng đến và rủ em đi câu cá vào cuối tuần này. Há tin. Được rồi, chị không tin thì thôi. Khi nào em đi câu cá xong em chụp hình em post lên Facebook cho chị coi. Xác con cá về cho tao tao mới tin. Đương nhiên. Hiền nè, sáng nay chú Dũng có đến công ty không? Lên phòng chú Dũng mà hỏi. Ơ kìa, sau này em lại căng thẳng với anh quá vậy? Coi gì đó. Hồi sáng giờ thấy chú Dũng vô chưa vậy? Tại nó là không mà. Yeah, thoát nạn rồi. Hôm nay thoát nạn. Ủa, anh Hùng. Đi câu cá với em nha. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Chiều nay em đi câu cá. Rảnh quá. Đang giờ làm việc đi câu cá là thế nào? Hiền. Anh Hùng. Hiền. Gì vậy? Em tranh thủ sếp rảnh, em rủ sếp đi chơi. Đã vậy còn rủ đi câu cá nữa hả? Anh cũng thích đi câu cá nè. Đi một mình đi. Chơi. Trời ơi, tự nhiên giận dỗi thôi à. Làm như là người yêu của tôi không bằng vậy á. Vô duyên. Sao anh Hùng kỳ vậy ta? Ủa, không lẽ là nguyên lý câu cá của chị Minh là sai sao? Chị Minh ơi! Chị Minh! Anh Hùng. Sáng sớm con biết bước chân trái hay chân phải xuống giường mà sao xui thế. Nói gì vậy? Tôi nói là em nghe cái gì mà anh vui thế? À,
gặp em anh vui hả? Vui lắm, vui. Vui mà tự nhiên muốn xanh mặt. Không, tại cái áo màu xanh nên nó ập lên mặt thành ra cái mặt nó xanh xanh. Dạ. Có chuyện gì thế? Dạ, em có một hộp giấy nốt rất là xinh xắn, đủ màu sắc. Em tặng cho anh để anh có cảm hứng làm việc đó mà. công cụ làm việc đấy mà. Dạ. Cần gì phải đẹp. Phải đẹp chứ anh. Tại sao? Tại vì nếu mà cái gì đẹp thì mình phải có hứng hơn chứ. Lần đầu tiên á mới nghe Hiền nói một câu chí lý đó nha. Dạ. Cái gì đẹp bao giờ cũng có hứng hơn. Dạ. Bao giờ cũng thích hơn. Dạ. Tôi còn nhớ người ta nói một câu thế này nè. Vợ đẹp thì chồng yêu, vợ xấu chồng hết chiều. Hoa đẹp nhiều người thương, hoa bình thường đương nhiên người mặc kệ. À đúng không? Nên người đẹp thì bao giờ cũng được thương hơn, đúng không? Cái gì đẹp cũng được yêu mến hơn, đúng không? Thôi bây giờ tôi đi tìm cái gì đẹp đây. Chứ đang làm việc, đang đọc mà không có cái đẹp ở đây đó. Thì tự nhiên mình cảm hứng đó, tuột lên tuột xuống, nhiều khi mất luôn cả cảm hứng luôn nữa. Thôi thì ngồi đây nha, tôi đi tìm cái đẹp. Không có đẹp, tuột cảm hứng. Tôi đi nha. Nói vậy là sao? Nói vậy là nó nói mình không đẹp hả? Anh Hùng à, còn cái bảng chấm công nữa anh Hùng. Cái bảng chấm công đi mà hỏi Mai đó. Tiện thể nói với Mai là đưa danh sách các team diễn viên cho tôi. Thôi vậy nha. Cái bảng chấm công biết trễ rồi không? Rồi ạ, cái đấy thì chị phải đi hỏi sếp. Thế sao tự nhiên là hỏi em? Trời đất ơi, làm biên tập làm cái gì mà tại sao không nhắc nhở sếp những cái chuyện này hả? Tuyển biên tập chi? Hay làm biên tập ý thì người ta có trách nhiệm là phải viết kịch bản và sửa kịch bản làm sao cho hay nhất, chứ không phải là đi nhắc sếp cái bản chấm công hay lại pha cà phê sáng. Chị, em hiện nay đang rất có hứng để viết, em xin chị đừng làm em tụt hứng. Biết rồi, mấy người thì đang có hứng, đang tư duy, đang sáng tạo phải không? Tại sao không về phòng của mình viết đi? Ở đây làm chi vậy? Hả? Kỳ vậy ta? Làm gì từ sáng tới giờ ai gặp mình cũng tuột hứng hết trơn vậy? Giận quá, chắc tuột máu quá. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Anh Hùng, anh uống cà phê không? Em pha cà phê cho anh uống nha. Em mới học được một cái tuyệt chiêu pha cà phê tuyệt đỉnh công phu luôn. Tuyệt chiêu pha cà phê tuyệt đỉnh? Dạ. Có cái nào uống vô tuyệt vọng không? Tôi nói đùa thôi. Tôi uống rồi, cảm ơn cô nha. Anh. Hả? Với lại cái chuyện mà anh nhờ em là kêu diễn viên đi cast cái hợp đồng quảng cáo đó. Hợp đồng? Mà sao giờ không ai đưa danh sách cho em á thì tôi xin lỗi Hiền, tôi nhiều việc quá lu bu rồi quên mất tiêu. Thôi bây giờ vậy, cô gặp hỏi Mai đi nha. Đi hỏi Mai giùm tôi. Xin lỗi, có điện thoại. Alo. Dạ em nghe nè anh ơi. Dạ em gửi mail cho anh liền. Dạ. Xin lỗi Hiền nha, tôi có việc rất quan trọng, tôi chuyển mail cho người ta liền, xin lỗi nha. Gặp Mai hỏi giùm tôi. Mai hoài á. Công nhận mình nể mình thiệt ta. Tự nghĩ ra cái chiêu, tự nghe điện thoại của mình. Làm cho cô ấy tự đi luôn. Ui. Trời ơi, còn có một câu nữa.
Ôi giời ơi, làm ơn cho con viết nốt cái câu này đi, con không nghĩ ra được. Sao nó không nghĩ ra? Cố lên, cố lên, cố lên Mai. Sao cứ gặp mặt em rồi chị cứ phải thổi phì phì để làm gì nhỉ? Đưa cho chị cái bản danh sách casting cái vụ quảng cáo sắp tới, nhanh. Mai! Mai! Đưa cho chị cái bản casting! Chị có bị dở hơi không? Chị có thuộc về phòng sản xuất đâu mà sao chị cứ hỏi em mãi cái câu này thế? Anh Hùng kêu chị vô nói nghe chưa? Chứ không phải chị rảnh rỗi rồi chị đứng đây để chị nói chuyện với em nghe chưa? Cảm ơn chị để cho em nghĩ, chị đừng có làm em lan đầu luôn. Đầu em bốc khói lên được không? Để cho em tập trung em nghĩ cái. Có khói không? Chừng nào bốc khói lên đi, tôi lấy nước tôi dập cho. Bản danh sách đâu? Một cơ mình thật không lúc nào mà yên thân được với chị hết. Chưa tối vậy ta? Ủa? Hiền? Sao Nam đi làm sớm vậy? Hử? Trời đất ơi! Chuyện gì vậy? Sao mắt đượm buồn vậy? Anh Hùng! Anh nè! Chuyện gì? Em buồn quá. Em buồn cái gì, nói với anh đi. Ngày hôm qua đó, anh kêu em á là vô kêu Mai đưa cái bản casting diễn viên đúng không anh? Ừ. Em vô kêu Mai á, Mai la em, Mai làm mặt lớn mặt nhỏ với em. Anh nói em là hỗ trợ cho Mai thôi mà, thì làm chung công ty mình hỗ trợ cho nhau. Em đâu có xen vô quyền của Mai đâu, em đâu có xen vô nội dung kịch bản hay là sản xuất gì đâu mà Mai nặng nề với em à. Nhiều khi em thấy ở trong công ty này em hiền quá, ai cũng băng hiếp em hết trơn á. Anh Hùng ơi, anh Hùng. Hiền à, thôi để mai mốt cái việc mà gọi diễn viên á, anh làm cho. Em không cần phải gọi nữa nha. Dạ. Bao nhiêu chuyện lung tung, chuyện này chuyện nọ mà... Anh Hùng. Hiền. Tối nay uống cà phê với anh nha. Đi uống cà phê với anh, em có đồng ý đi không? Chẳng lẽ em nói không? Em đồng ý. Cứ vậy nha. Hiền. Anh Hùng. Em ngồi đây. Dạ. Ngồi đây nè. Dạ. À, mình đó phòng trống mà anh kêu em ngồi đây hả? Ừ, em ngồi đây đi. Cảm ơn anh. Ngồi gần cho nó thân mật vậy mà. Dạ, em thấy thân lắm rồi đó. Ủa Hiền. Dạ. Hôm nay mặc đồ đẹp quá. Thiệt không? Đẹp lắm. Ủa? Sao mỗi lần đi làm á, sao tôi không thấy Hiền mặc đồ này cho đẹp? Anh nói sao chứ, em bận đồ này thường lắm á. Tại vì anh không có để ý tới em cho nên không có biết thôi à. Mặc đồ này thấy cô cao lên hẳn luôn đó. Dạ. Người ta nói có thể mình không cao, nhưng người khác phải ngước nhìn. Anh này. Hiền, em uống gì? Cho chị một ly trà chanh, chua thịt chua nha. Hiền à, anh muốn gặp em là để xin lỗi em vì đã
để em hiểu lầm một số chuyện đó mà. Không sao đâu anh, em hiểu hết á. Mai á, nó còn nhỏ dữ lắm, cho nên em không có chấp Mai đâu, em biết mà. Chắc lầm nữa. Không, em hiểu mà. Lâu lâu á em mới có cơ hội để mà hỗ trợ công việc của anh, em vui muốn chết luôn vậy à. Mà em thấy nha, em hỗ trợ cho anh á, em thấy thích công việc sản xuất ghê đó. Chắc vài bữa nữa em xin với bác Dũng á là phải cho em qua cái khâu sản xuất luôn á. Ủa sao vậy? À, anh sợ em làm rối công việc hả? Không. Anh chỉ sợ là em nhiều việc quá, cán đáng không nổi thôi. Trời ơi, vậy là anh quan tâm đến em dữ vậy đó hả? Em cảm ơn anh. Không có chi. Dạ. Nếu mà tôi không nói á thì có lẽ đã lầm nay càng lầm thêm á. À, anh à, không có đâu. Em có ý kiến vậy nè. Em thấy á là cái công việc mà sản xuất á nó có nhiều thử thách lắm, mà em á em suy nghĩ kỹ lắm nha, đắn đo dữ lắm á. Chứ em quan sát rất là kỹ cái quy trình mà bên công ty mình làm đó, em thấy em hợp lắm. Tại vì em rất thích sự thử thách, cho nên là em nguyện em sẽ đi theo để mà phò trợ cho anh. Lầm nữa. Đã lầm thì càng lầm hơn nữa. Là sao? Mày, đúng. Tôi nói thẳng luôn nha, là hôm rày cách cư xử trong công việc của tôi nó có thay đổi về cách quản lý nhân sự. Tôi muốn là gần gũi nhân viên mình hơn, để hiểu rõ họ hơn vậy đó mà. Anh Hùng hả? Anh hay quá, anh number one quá. Đúng rồi, anh làm như vậy đúng đó. Mình phải thân thiện, mình phải gần gũi, hòa đồng với nhân viên để cho bầu không khí trong công ty nó vui vẻ lên thì công việc của mình nó mới trôi chảy được, đúng không anh? Chứ mà mình đi làm lúc nào cái mặt mình cũng u sầu á hả, trời ơi lúc đó không khí nó nặng nề dữ lắm, mình không có sáng tạo được đâu. Mà cái nghề của mình là cần sự sáng tạo đó. Gần gũi thân thiện nhưng mà không phải là có tình cảm cá nhân riêng tư gì cả. Dạ. Ủa sao em nghe nó cấn cấn hả? Nó cấn cấn mà giống như là nó đang mắc mẻ, nó đang mỉa mỉa gì em ấy à? Không có. Ý tôi muốn nói là thật ra đó là tôi không có tình cảm cá nhân gì với Hiền hết. Chắc là ông Rài là Hiền hiểu lầm. Tôi thành thật xin lỗi. Mấy bữa trước chúng ta vui vẻ là công việc. Là gần gũi nhân viên. Thân thiện với nhân viên. Vậy là em hiểu lầm mà. Đúng rồi. Lầm lắm lắm luôn á. Nên là tôi phải giải thích cho sớm để mà tránh hiểu lầm đó Hiền à. Trời ơi Hiền ơi, là Hiền mày bị mù màu hay sao vậy? Đèn đỏ mà mày tưởng đèn xanh mày sáng tới ngoài à. Tôi xin lỗi. Ý mặt cô xanh quá. Xin lỗi. Tại vì cái áo xanh nó ật lên mặt, thấy mặt nó xanh xanh vậy thôi. Chứ lúc nào Hiền vẫn đẹp hết á.